Duy Khánh, con 10 tuổi, con học lớp 4C trường Đọc Nam Từ Liêm. Nhà con ở số nhà 18, ngách 80/1, đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là ngôi nhà mơ ước của con. Nhà của con có 3 tầng. Tầng thứ 3 được sơn màu vàng, tầng thứ 2 được dán giấy màu xanh lá cây và tầng thứ nhất được sơn màu ngủ xanh nước biển. Ở tầng thứ 3 có một chiếc giường được lắp màn vì có một người đang ngủ trong đó. Bên cạnh chiếc giường có một chiếc bàn học vì thế nhân người đó mình thức khuya học bài thì khi nào buồn ngủ chỉ việc nhảy vào giường mà ngủ luôn. Và có một cây quần áo ở bên cạnh có sẵn những móc để khi nào quần áo khô hoặc là trời mưa thì có thể mang vào móc luôn cho đỡ ướt. Ở tầng 2 có hai chiếc bàn mà bởi vì nếu như một người không ngồi vừa hai chiếc bàn thì hai người có thể là mỗi người một chiếc bàn để ngồi. Và có một cái tủ có 4 ngăn. Con làm tủ có 4 ngăn vì mỗi người có thể làm 2 ngăn, khi nào người vào có thể xem luôn. Ở tầng 1 là gara ô tô. Có một chiếc cửa lại cực to để khi nào chơi tối tình thì mình chui cho mình trốn. Con thích nhất ở ngôi nhà này là hệ thống điện có thể phát sáng khi vào trời tối. Rồi, sáng rồi. Và con ghét nhất cũng là hệ thống điện vì nó quá lâu nào. Con cảm ơn mọi người nhất là nghe. Thế mà anh này con làm tiếp đi. Bởi vì nếu làm tiếp thì vừa trời mưa, vừa còn ngủ, vừa muốn học bài thì không thể làm cùng một lúc được. Tôi ý kiến sẽ ngủ chứ. Thế sao tủ lạnh lại để ở tầng 1? Tủ lạnh để ở tầng 1 à? Nhưng lại quá to, để tầng 2 thì sẽ phí. Thì để tầng 2 thì sẽ một góc TV sẽ bị mất. Còn là... tại sao không làm cái máy lại kìa? Thế tại sao không làm tủ lạnh ghé lại? Bởi vì nó làm cửa cái lại thì sẽ không có chỗ trốn đâu. Bây giờ có một ý kiến nữa. Thảo trước đi, Thảo lên. Anh nghĩ tại sao anh không để tủ lạnh lên phòng ngủ để khi nào đang phải đói thì ra lấy ăn luôn. Đang ngủ đói lấy ăn luôn. Em hỏi chị nhá. Anh nghĩ cái chị đói chị lúc chị đang ngủ mà chị đói chị có biết đâu. Đói sẽ là tinh thần này. Thế sao anh thích chị lại để tầng 2 đấy. Để tầng 2 cho nó đỡ ồn. Nhưng mình có người xem thì nó sẽ nhỏ hơn là để tầng 3. Đúng rồi. Anh ấy tại sao tầng 1 chẳng có gì phóng mỗi. Có tủ lạnh thôi ấy. Bởi vì tầng 1 nó sẽ nhiều xe, có nhiều bạn đến. Hoặc cái sinh nhật gì đó sẽ nhiều người đến thì nhiều xe. Nên để nhiều xe. Em hỏi. Thế nếu mà người ta đi bộ thì sao? Đi bộ. Thì kệ ra. Anh nhé. Đi lại Thảo nào. Tại sao? Cái nhà anh nhé, dành cho ai? Dành cho hai người đấy. Anh đi ơi, Lego của anh có thân đúng không? Anh nhé. Thang lên đường đi. Đúng rồi, đi có thang đúng không? Sẽ thang cái tạm từ kéo lên. Nào Thảo nào. Em thích chơi máy tính, em thích cái game, mà tại sao em không để cái máy tính trong phòng? Để ở trong phòng á, nếu như có nổ máy tính thì mình sẽ không nhận sao. Tiếp nữa, tiếp